Tưởng đẻ con gái Thùy Mỹ nết na, nhưng ai ngờ lại là các singer chính hiệu. Ôi trời ơi! Nhà nào đẻ con gái thường gắn liền với câu không đẻ con gái đời không nể. Bởi đẻ ra tưởng đâu nết na lắm, nhưng ai có ngờ độ nghịch ngợm tiềm ẩn lại vượt xa con trai. Cụ thể trong đoạn clip tại nhà văn hóa do một anh trai quay lại, một bé gái ngồi trên chiếc xe đạp màu xanh được ông bố bán sữa đậu nành mua cho. Thoạt nhìn cứ tưởng bé đang tập lái xe, đến khi nhìn kỹ lại thì phải há hốc mồm vì bé gái đi xe không cần lái. Xe vẫn chạy bon bon, nhưng đôi tay bé thì đang múa như xiếc. Bé gái đúng kiểu, tôi giao diện con gái nhưng bản tính là con trai chính hiệu. Thậm chí con trai mà nhìn thấy cũng phải quy lạy bái làm sư phụ. Cái này mà ba thấy được đảm bảo ăn bao no, nhưng mà là ăn đòn. Đoạn clip khi đăng tải đã khiến cho nhiều anh chị lớn tuổi phải phục với độ ngầu lòi của em, và sợ nếu không may xì bánh thì sẽ dẫn đến những tai nạn không đáng có. Tuy nhiên, chắc chắn một điều rằng sau khi bố thấy clip này thì chiếc xe sẽ bị tịch thu mà không cần lý do. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.